Hòa chung không khí hân hoan của thành phố trong dịp tựu trường, sáng nay trường tiểu học số 1 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam dự khai giảng. Năm học này, trường tiểu học số 1 Hòa Tiến đón thêm 186 em học sinh lớp 1, trong tổng số 996 học sinh nhập học. Các em học sinh rất phấn khởi khi được gặp lại thầy cô, bạn bè, cùng quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm học 2023-2024. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo các phòng học 100% các phòng học 2 buổi trên ngày và các cái phòng bộ môn như âm nhạc, tiếng Anh, tin học, mỹ thuật. Đồng thời thì nhà trường cũng rất là vui mừng trong năm học mới này được chào đón là 186 em học sinh lớp 1. Thì thầy trò nhà trường trong buổi khai giảng hôm nay thì cũng rất cố gắng phấn đấu để có một năm học mới là nhà trường là xây dựng trường được kiểm tra công nhận lại trường chuẩn quốc gia. Để lễ khai giảng được diễn ra thuận lợi, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tiến đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho phụ huynh khi đưa đón các em học sinh trước cổng trường. Địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, đoàn thanh niên tham gia tích cực và triển khai các lực lượng thực hiện chốt chặn cũng như hướng dẫn người dân, học sinh và phụ huynh đưa đón các cháu đến nơi đúng quy định cũng như là các cái điểm mà thường xảy ra ùn tắc thì địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo các lực lượng phân luồng hướng dẫn cho người dân. Năm học 2022-2023 vừa qua, trường tiểu học số 1 Hòa Tiến đạt 38 giải các phong trào, các hội thi, trong đó có 11 giải cấp thành phố, 27 giải cấp huyện, có 566 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố.